Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang ở cái mình đã đến cái nhà cái bà buôn phế liệu như clip trước các bạn biết rồi. Bà buôn phế liệu mà bà bị sát hại á. Thì đây này. Cái nhà của bà trước nhà có cái mã các bạn thấy không? Ghê không? Trước nhà mà sao lại có cái mã ở trong nhà, ghê thiệt cơ chứ. Bà bị sát hại ngay cửa này các bạn. Để mình đặt cái đèn pin lên nha, sáng sáng xíu. Thì mình bước vào ra mình run thiệt các bạn ơi. Có cái gì dũng cái hồn quá vậy. Dạo này YouTube rất là khó khăn với các cái clip tâm linh, cho nên là quảng cáo họ nhà quảng cáo họ ít đặt lên cái những clip tâm linh này nên tiền nó rất là ít. Chắc Tết này đã đói rồi các bạn. Với lại là mình sẽ để cái đường link của Facebook vào trong cái mô tả, Facebook cá nhân của mình vào mô tả và cái ở trong cái comment đầu tiên để các bạn có thể kết bạn Facebook để với mình, kết nối với mình. Sau này mà lỡ YouTube họ khó khăn quá họ hoặc là cái kênh này nó có cái vấn đề gì thì các bạn còn có thể kết nối với mình để mình làm kênh khác cho các bạn nha. Rồi chứ không là không kết nối thì mai mốt mình biết thông báo với các bạn còn không biết kênh mới là kênh nào. Thì các bạn thấy rồi, nhà xa xa kia là nhà người ta cách đây mấy trăm mét đó, họ thắp điện hết đó các bạn, nhà nào cũng thắp điện đó, họ rất là sợ. Đây là nhà bà này, có cái màn ghê quá à. Để mình kéo cái bao ra mình vô mình đặt camera cho các bạn xem nha. Bởi vì nhiều bạn khán giả là kêu mình là đặt camera. Mở cửa mình hồi hộp lắm các bạn. Vậy ngay cái cửa là ngay cái chỗ bả bị hại nè. Mở ra mà lỡ nó sắp vô cái nữa là tiêu luôn á. Mình lấy hơn cái các bạn, mình lấy hơn cái mình hồi hộp. Cái màn nó rung rinh ghê quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình mở cửa nha. Lên cửa này ra nữa. Mở lại thế thục rồi các bạn. Trong nhà có cái bàn thờ có cái hình ghê quá. Coi bên có cái gì không nữa. Giữa cái màn này lên coi có cái gì bên ngoài không, ghê quá. Coi gì giống cái coi đồng gánh đi chợ. Cái cửa này cũng ghê lắm nè. Cái cửa này hôm bữa mình mở mình thò cái tay ra rồi mình mở là mình dẹt cái màn ra là làm mình hết hồn này. Thì thôi mình đặt camera nha, đặt camera xong đốt nhang cho bà xong mình đi ra liền. Nhang cho bà nghe, đốt nhang cho cụ rồi cái mình đi ra, đốt vội đi ra chứ mình sợ quá các bạn, nó giật mình á. Thì mình thấy ở đây có cái hương thì thôi mình đốt hương ha, có bốn cái bàn thờ đấy hả, một cái trang với một cái trang hai bàn với một cái nguồn đốt ở đây hơn bé, ở đây có cái điện cầy các bạn mình đốt điện cầy nha.
mình có điện thoại sẵn nha. Có điện thoại cho nó sáng nha. Có điện thoại thì thường Hương Linh đi về các bạn. Những điện thoại vẫn có khả năng dùng ma, kêu gọi ma đấy các bạn. Bởi vì nó có cái tích đó là đừng mà đốt điện thoại đi ban đêm đấy các bạn. Mình sẽ đốt nhang nha. Đốt nhang rồi mình đi ra luôn á. Khi màn điện rơi các bạn nó rung 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 lớn quá. Biết có ai vô ra xin số hay sao đó, cho nên là cúng nhang cũng bánh nhiều lắm các bạn. Mình thấy ở trên bàn thờ này có cái sợi dây chuỗi các bạn. Theo mình nghĩ là dây chuỗi của bà hồi xưa chết cho nên người ta thờ luôn hay sao không biết. Sao người ta không chôn người ta để đó nhé. Thôi mình rờn quá thì mình đi ra ngoài nha. Thấy nó ứng là những người á, có gì ở trong này, có gì các bạn comment cho mình biết nha. Mình ra cho mình ngồi nha các bạn.
Hiện tại thì mình đã vô đến nơi rồi các bạn, không biết là có cái gì trong này các bạn có cảm nhận được không thì comment cho mình biết nha. Thì mình không có đặt camera lâu, khoảng tầm 10-15 phút là mình vô được rồi. Bởi vì lâu quá các bạn xem các bạn ngán. Hai ngọn đèn thì nó cháy kỳ quá vậy không? Ngọn đèn này cháy nhỏ nhưng mà ngọn đèn thì cháy rất to, ngọn đèn nó cháy rất là to vậy. Cháy như là đổ dầu của nó này. Điện còi này cháy ghê quá này. Cháy vậy mà. Thôi mình xin kết thúc video đó nha các bạn, mình sẽ thổi đèn rồi mình đóng cửa mình về nha. Các bạn ơi, bạn muốn mình đặt camera hay là làm cái gì ở đây nữa thì các bạn hãy comment dưới cho mình biết nha. Và đừng quên các bạn qua cái Facebook mình để dưới phần comment nha. Để có cái gì mà lỡ có cái gì thì các bạn kết nối với mình để mình lập contact cho các bạn xem nha. Thôi nó bị cái phụng các bạn.